sao đấy? Chán. Đi đá bóng không mẹ? Ở nhà chán quá. Sáng giờ có được cái gì vào mồm đâu. Đủ khỏe chưa mẹ? Ôi, sữa gì mà vừa ngon vừa mát thế hả Cáp? Trời ơi, sữa nổi tiếng thế này mà không biết à? Xin trân trọng giới thiệu với mẹ, đây là sữa Cool, vị sô-cô-la lúa mạch. Loại mới nhất, có thể làm lạnh và hâm nóng ở nhiệt độ phù hợp. Ôi dồi, thế cơ á? Chứ sao? Hết rồi, cho mẹ túi nữa. Đi. Có sức rồi, đi chơi đi, về con cho uống tiếp. Nhanh 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 mẹ. Mỏi quá. Ui, con này. Đấy, muốn chơi cái gì thì chơi luôn đi. Mẹ mày chiều mày tức. À, bây giờ ai bắt ai đá? Cho mẹ đá, con bắt. Rồi, để xem. Lại là quá đơn giản luôn. Nhìn cho kỹ vào, chuẩn bị xuất chiêu nha. Mẹ không nương tay với mày đâu. Lại là chảy máu mũi rồi. Thế mà bảo đá khỏe, đá nhẹ lắm cơ. Mẹ tưởng thế nào? Thử thôi, quả này khác ngay. Nhìn nhá, tập trung vào. Không có quả thứ hai đâu. Không bằng. Mẹ ăn gian. Mày còn non và xanh lắm con ạ. Trời ơi, ném cho mẹ chiếc giày. Nhanh lên. Dám chơi đẻo với Cám à? Sao? Này, cứ đợi đấy. Giờ đến lượt con. Rồi. Lên luôn đi còn treo ngươi. Mẹ ở đó chờ tuyệt chiêu của con đi. Lên đi. Hay. Ôi xong. Bay tận đâu rồi? Cảm ơn. Mất bóng rồi. Mẹ con mình về nhà đi nha. Không có chuyện đó đâu. Sao? Với 10 thẻ vận động này, con có thể đổi được một quả bóng. Thật á? Nhìn đây này. Vận động cung cun. Bóng phản quang. Ôi, thế á? Mẹ bình tĩnh thôi, làm gì mà toát hết mồ hôi thế? Nóng. Đúng vậy, nóng thì đã có nhiệt độ cơ thể. Mẹ lên tắt đi. Đi đường nào sẽ nhanh hơn nhỉ? Ta nghĩ mình đi tắt xem sao. Ai ném bóng vậy? Ai? À, mẹ con gì ghẻ? Mất quả bóng kia, con lại có quả bóng này. Chơi tiếp đi mẹ. Mày nghĩ ăn được tao á? Thật là hết nói nổi nàng à. Lên nào. Mẹ nhìn vũ điệu hoang dã của con đây. Hay. Em xin lỗi. Hai mẹ con đá bóng kiểu gì vậy à? Con biết là nguy hiểm lắm không? Đúng rồi, may mạnh hoàng có võ, không là mất người đi tìm kho báu đấy. Ui. Kho báu. Đúng luôn. Nghe như thịt kho trứng thế nhỉ. Nàng nói thế lộ hết bây giờ. Em xin lỗi. Biết hết rồi còn đâu. Lộ ơi, nết đi. Có gì hai đứa mày nổ luôn đi. Cứ vòng vo tam quốc mãi. Cái này đúng không? Vâng, thì là nó đó. Bản đồ kho báu và vàng đây. Mà làm sao mày có được tấm bản đồ này? Học cái thói ăn trộm của mẹ con em đúng không? Vớ vẩn. Chuyện là đưa em đi chơi xa trên con xe tay ga, nhận ra một điều là la. Stop. Tí thì ngã. Mà cái gì đây? Hình như nó là bản đồ kho báu chàng ạ. Để tiếp xem nào. Đúng không? Ui, có núi vàng, núi bạc, hải tặc này. Thế à? Sơn tặc luôn. Ui, vậy thì mình đi kiếm kho báu. Đi, xông lên. Đấy, chuyện là như vậy đấy. Ừ. Thế thì cho bọn ta đi cùng với. Em ngoan lắm.
cho đi không nàng? Mẹ em giúp được nhiều việc nữa. Được rồi, đi thôi. Nhanh lên. Đi luôn chứ nhỉ. Nhìn xem chúng ta nên đi hướng nào. Thiếp nghĩ chúng ta chỉ cần băng qua khu rừng này là tới nơi rồi đó. Băng qua ngàn dặm. Hả? Ôi trời ơi, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Bốn người các ngươi đến đây để làm cái gì? Sao đi đâu cũng gặp thế? Chẳng qua là em bám theo anh Hoàng Di Tám đi tìm kho báu. Lộ hết rồi. Hóa ra các ngươi là những người may mắn lấy được tấm bản đồ. Hôm nay ta sẽ là quản trò. Nếu các ngươi muốn lấy được kho báu thì phải vượt qua được thử thách trước đã. Hóa ra ngươi là người quản trò sao? Được, bọn ta tham gia. Vậy thì các ngươi hãy đi theo ta. Hóa ra ngươi là người quản trò sao? Được, bọn ta tham gia. Vậy thì các ngươi hãy đi theo ta. Chơi gì mà trói chân kỳ ạ? Có làm gì đâu chứ, phổ biến luôn đi. Chào mừng các ngươi đến với phần thi đèn xanh đèn đỏ, nhưng với mức độ khó hơn rất nhiều lần. Nhiệm vụ chính là nhặt những lốc sữa này. Đội nào lấy được nhiều hơn sẽ là đội chiến thắng. Chơi xong vất vả thì có quà gì không? Mệt mỏi phải có vitamin tẩm bổ chứ nha. Cứ tham gia đi, ta chắc chắn sẽ có quà. Và đó là một phần quà đặc biệt. Quà? Thế thì mẹ con ta không khách sáo đâu nha. Bọn con cũng không nhường đâu. Được rồi. Nhìn cho kỹ này. Phần thi bắt đầu. Mù cung qua cô chi pia sum ni ta. Giỏi thì nhúc nhích ta xem. Mù cung qua cô chi pia sum ni ta. Cẩn thận chàng nhé. Em cám. Chị bỏ tay ra đi. Rõ ràng là chị lấy trước mà. Trả đây. Lên tiếp nữa kìa nè. Dạ. Ui trời ơi cá ơi. Mẹ, anh Hoàng Di Tám sắp tới đến rồi. Đứng lên. Tuổi già sức yếu rồi, cái gì cũng phải từ từ chứ. Bước đều. Ui trời ơi, con đã dặn lên bên trái trước mà, rất là mất thời gian. Thì bên này này. Đứng lên mẹ, đứng. Cảm ơi. Có đứng lên được không? Đá bóng thì rõ khỏe, mà đứng mãi chả được. Nói ít thôi. Vật lộn mỏi lắm. Thôi tìm cách khác. Đây rồi. Hiểu không con? Làm luôn đi. Sắp tới đích rồi. Lên đứng lên Cám. Em Cám. Hai mẹ con. Ăn gian. Đau quá. Hai mẹ con, sao lại chưa bẩn như vậy chứ? Hôm qua mẹ em có tắm đâu mà chẳng bẩn. Mami. Do bẩn là điều đương nhiên, mẹ nha. Con tao cũng bẩn lắm đấy. Thiếp được. Nhi cha. Úi, mém tèo. Nó phát hiện ra bây giờ. Hai người thật xấu tính. Mù cung qua cô chi Pearson Nhi cha. Mọi cổ mẹ nha. Nói nữa nó bắn tung sọ bây giờ. Giỏi đấy. Nó quay lên rồi. Đứng dậy này. Tiếp nào. Nhi cha. Ô là trời. Đói quá. Chủ nhân cứ việc nhìn ở đó đi. Em làm tạm miếng. Đói quá. Ê, cho xin miếng. Nhìn đi. Mày tiêu đời mày rồi. Thằng kia, mày vừa làm cái gì đấy? Pia Sumnita. Cảm, còn một giây sữa nữa thôi đấy. Con thấy rồi. Liệu hồn đấy. Một, hai. Ui. Đi cha thằng nào cũng đi bỏ chú giữa đường giữa xa. Vô ý thức. Ăn uống không có nên. Bực mình. Tấm, cơ hội đây rồi, đi. Mau lên chàng ơi. Nào, về đích rồi. Wow, yeah, hoàn thành. Chúc mừng hoàng thượng và tấm đã giành chiến thắng. Ui giời, đau hết cả người. Chẳng được gì. Rất mất thời gian. Con là con không chấp nhận đâu nhé.
Và đây chính là hoàng cung dành cho người chiến thắng. Wow, đẹp thật đó. Bật mát quá. Wow, đây chính là làn gió mới từ thiên nhiên đấy. Đứt hết cả mình. Còn đội thua thì... Úi trời ơi. Ngon quá, đi. Làm người chiến thắng, thật đấy. Thằng con dễ hư đốn, bắt mẹ vợ cậu mà. Ui, cái lưng của con. Em cảm ơn em. Mẹ ơi. Cam ơi, mày mau về. Đưa mẹ đi nắng khớp. Hình phạt này, tao chịu hết nổi. Để con. Giờ thì hãy tiếp tục cuộc hành trình của các ngươi đi. Ô, mới đó đi rồi à? Bản đồ chàng ơi. Ở đây. Tới chỗ nào rồi? Hình như là hướng này. Đi. Chỗ nào nữa ta? Trái à? Hình như phải mẹ ơi. Chỗ này. Thiếp thấy đi thẳng hợp lý hơn. Úi giời ơi, đưa đây xem nào. Đấy, cái mũi tên nó chỉ hướng này. Chuẩn đấy, đúng chưa? Giời ơi, mắt gì mẹ cầm ngược. Đây là xuôi, đây là ngược. Hướng nào? Hướng này, chính xác luôn. Chắc chưa? Đi theo con. Ui, không khả thi lắm. Cám, soi lại xem. Em chắc chắn luôn mà. Đi đâu? Em đi kiếm kho báu. Đúng vậy, ngươi định làm gì? Chào mừng các ngươi đã đến với sân khấu của Joker. Muốn tìm kho báu, phải vượt qua được thử thách của ta. Lại thử thách? Đúng vậy, muốn lấy được kho báu đâu phải dễ dàng đâu. Đi theo ta. Cứ tưởng là đến cái là lấy ngay. Nhiệm vụ của các ngươi là ngâm lá bài của bột mì, sau đó di chuyển qua cầu khỉ và mang bột tới lên trên. Trong khoảng thời gian 2 phút, đội nào mang được nhiều bột mì về đây hơn thì sẽ có cơ hội đi tìm kho báu. Trò chơi bắt đầu. Cố lên, vào vị trí. Cố lên chàng ơi, nhanh lên đi, cứ đứng đây. Mẹ bảo người ta chơi rồi. Cứ để vợ chồng nó lên trước, mẹ có cách. Cách gì? Yên tâm. Là một nam nhi chân chính, mình phải nhẹ nhàng. Tấm, đỡ nè. Dạ. Nâng thấp xuống. Tiếp đi nha. Đi đi, cẩn thận. Vợ chồng nhà nó chơi kìa. Mẹ không sốt ruột đi tìm kho báu à? Mày cứ yên tâm, mẹ có cách rồi. Có gì đâu mà. Thế chơi đi. Ê, được, chơi. Để con. Không được làm rơi bộ. Quyết chí, ắt sẽ thành. Nâng ơi, cẩn thận. Được một lần rồi, yeah. Cứ thế mà làm nhé. Dạ, thêm biết rồi. Rồi. Cố lên. Nhân phẩm mẹ tốt lắm. Không sập, eo. Đâu? Ta đổ. Cố lên nàng. Nào. Ta đi nhanh hết mức có thể. Sắp đầy rồi chàng ơi. Ôi mẹ ơi, bên kia sắp thắng rồi kìa. Không chơi là thua. Mày không phải lo, tới lúc rồi. Bằng chiu. Một phát là ăn luôn con. Ảo thế nha. Mang đây. Cái này mới đủ đồ của tao. Hiểu chưa? Dám chơi gian lận à? Lần này thì ta cho ăn đủ nha. Gian lận này. Gió ở đâu thế? Mẹ ơi, kế hoạch của mẹ kiểu gì đây? Lỗi kỹ thuật thôi. Nhưng mà gió ở đâu thế? Chơi bẩn à? Chàng làm gì vậy? Tại họ chơi bẩn đây. Này nhìn kìa. Nhìn mặt họ kìa. Thời gian kết thúc rồi. Dừng lại đi. Hết giờ rồi sao? Đã kịp dở chiêu đâu. Toàn ơi. Ngươi hãy kiểm tra kết quả đi. Kết quả vòng này, Hoàng Thượng và Tấm giành chiến thắng. Chúc mừng hai người đã giành chiến thắng. Còn đây là phần thưởng của hai người. Yeah! Lên nào nè. Tại mày vậy? Mẹ cứ bày đặt chơi trò chơi. Ô. Tại mẹ giành.
con này, tại mày ngang ấy. Ý xời, nhiều thế thật ấy. Hãy tiếp tục hành trình của mình đi. Ừ, đi thôi. Còn mỗi cái chuyện cũng không xong. Hướng này nè. Ồ, nó đi rồi. Đợi, đợi mẹ bơi. Đợi em nữa. Chắc chắn nó đang ở phía trước rồi. Vậy mình phải nhanh chân lên thôi. Em tìm cùng với. À, úi giời, ở đâu? Ta không biết. Nhưng mà theo bản đồ thì là hướng kia hay sao này? Ở kia chính là cánh cửa thần kỳ, có phải không? À, đúng mà anh Hằng. Không khác một giọt nước luôn ý. Trời ơi. Hello các đại ca. Đại ca xanh, đại ca đen ơi. Các người đến đây để làm gì? Bọn ta vừa vượt qua các thử thách để đi tìm kho báu. Đây có phải là cánh cửa không gian không? Muốn qua được ải này thì phải trả lời được các câu đối đáp đề ra. Câu đối á? Tưởng gì, bọn ta làm được. Các người hãy đối đi. Ra đề đi. Giờ hãy nghe cho kỹ nha. Chồng người đánh bắt dẹp đông. Đến lượt các người đấy. Chồng người đánh bắt dẹp đông á? Em chưa chồng sao mà biết. Chỉ tắm rành nhất nè. À cả mẹ ghẻ nữa. Chồng à, sao nàng lại đánh ta? Thiếp đánh con ruồi chàng ạ. Đầu chết được. À đúng rồi. Chồng người đánh bắt dẹp đông. Chồng em ngồi bếp lấy chun bắn ruồi. Ủa, thế mà nàng cũng nghĩ ra. Hay, hay cho câu lấy chun bắn ruồi. Tuyệt. Ồ, được kìa. Vào vào vào. Ồ, dừng lại. Sao đấy? Đó chỉ là câu khởi động thôi. Trả lời tiếp này. Có công mài sắt 3 chấm. À, quá đơn giản. Đơn giản? Có ngày sắt 10.000 một cân. Hay, con gái tàu đúng là cái chắc. 10.000 Người giỏi lắm. 1.000 người tới mà chỉ có mình người trả lời đúng. Người thật thông minh. Đấy, con gái tàu chỉ có chuẩn. Đấy, mộng thì kém. Thiên tài đối chữ. 1.000 người đuổi con ngang quan. Vào cho em. Chào mừng tất cả mọi người. Wow, toàn sữa là sữa này. Thế này thì có mà hết năm vẫn còn ấy. Mẹ giúp, nhiều quá. Mẹ ơi, lụm. Nhưng mà nhiều thế này, phải tìm cách nào đi. Làm sao đây? À, đúng rồi. Ta có thể đổi thẻ thanh hoa. 9 thẻ vận động là đổi được 1 ba lô cun. Ở đây ta có 18 thẻ. Vận động cùng cun. Wow, 2 cái. Đây, cho sữa vào đây. Đây, hai mẹ con cho sữa vào đây mang về nào. Mẹ sữa, uống thoải mái nào nè, thích thật mẹ nha. Còn phải nói, về thôi. Đi nè. Thật là một ngày dài, bổ sung năng lượng nào. Sữa ơi, sữa thơm mát. Cái ba lô con này mà đựng được cả núi sữa này nha. Em lấy mang đi học cho bằng bạn bằng bè. Nhiều sữa quá. Thôi mọi người ơi, giờ thì tận hưởng thành quả của chúng ta đi nào. Đây, nàng uống sữa cùng ta nhé. Chưa mở mà đã thấy thơm rồi. Cảm, mở đi con, uống thêm năng lượng. Dạ, uống lên tỉnh cả người. Ngon. Tuyệt vời ông mặt trời. Wow, ngon thật đấy. Vị sô-cô-la đậm đà miễn chê mẹ nha. Đương nhiên. Các bạn ơi, cùng cun vận động mỗi ngày. Bye bye.